Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua dòng xe tay cuộc đến từ thương hiệu của Java, một thương hiệu Ý. Và đây chiếc xe Java Siruro, một chiếc xe về rất nhiều tại cửa em rồi. Và hôm nay là chiếc xe cực mới thôi nhé, em đánh giá trên 95%. Màu xanh. Vâng. Giờ sẽ đi vào đánh giá kỹ chiếc xe. Vâng, em đánh giá chiếc xe trên mới trên 95%. Em sẽ lướt qua hình thức khung tổng thể. Đây một mẫu Java bán rất chạy đây rồi em trong thời gian gần đây. Như bác thấy thì xe về ly lông vẫn còn này, rất là mới chứ coi nhé, bóc ra thì còn như mới luôn. Có lẽ là không thích có thể bóc ra. Đi đâu còn chưa bóc ra. Mà bộ khung rất là đẹp đó nhé. Bộ khung khí động học, khung dẹp. Tối đa nhất là sự lướt và giảm đáng kể lực đàn của gió. Đấy, cái không đẹp này. Cái dòng Java này thì các bác không quá xa lạ ở kênh em nữa rồi. Nó đang rất nhiều. Này một chiếc màu xanh rất là mới. Java. Xin xe có cái tem này. Thì hãng Java thì luôn luôn sử dụng một bộ linh kiện, tất cả đồ đều là của DK. DK một hãng làm linh kiện độc quyền của Java đó nhé, như của Ý. Yên của Siruro nguyên zin theo xe của DK luôn. Trên khung thì có chiếc khiên biểu tượng của Java, nút bài. Xe cũng size 50 thôi nhé, với các bác từ 1m63 đến 1m73 thì vừa chiếc xe này. Phía bên trên đây thì ghi đông cổ Ford nguyên zin của DK, nguyên bản theo xe. Thấy chữ DK này. Bộ tay lắc cao cấp của Shimano Sora. Đây lắc bên để bên đĩa các bạn nhé. Đây bên đĩa của Shimano Sora. Phanh đa mảnh. Càng nhôm, càng thì có các cờ của nước Ý nữa. Ngoài 700C của nguyên zin của DK, còn sử dụng cả đồ của DK hết. Lốp thì vẫn là thông dụng thôi, 700x23C. Các bạn có thể thấy 723C. Vành nhôm hai lớp. Xe rất là nhẹ các bạn nhé. Nguyên tất cả hợp kim nhôm. Vâng, bộ như các bác thấy thì lip và xích thì còn rất là mới nữa. 2, 4, 6, 8, 9. 9 tầng lip và 2 đĩa. Con xe tới 18 tốc độ. Bộ đề của Shimano Sora. Xe size 50 của em đã cho các bác xem thì ghi trên khung này. Size 50.
Gạt đĩa của Shimano Sora, đùi đĩa trục rỗng của Pro U. Đùi đĩa trục rỗng. Vâng, bây giờ sẽ đi vào đánh giá chuyển động. Vâng, và xe được trang bị 9 tầng lip. Tích cực lip còn rất là mới, lên lip. Vâng, chuyển động rất tốt các bạn nhé. Xuống lip. Bên tay phải là bên đĩa, đùi đĩa 2 tầng. Lên đĩa. Đạt đĩa ở Shimano Sora. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe Java đến từ thương hiệu của Ý. Và đây là chiếc xe Java Siduro. Chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em mức giá là 9,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền vào bảo hành 1 năm. Các bạn tôi có nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem những chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được xem những chiếc xe hiện có tại cửa hàng em. Xin chào và cảm ơn theo dõi video.